đầu tiên là Phạm Văn Đồng đi đến trường chinh rồi đó, loạt từ nó là nó nhờ có bà mười hả? À bà gì đây này để nuôi nó này. Sao mà nó cải cách ruộng đất rồi là nó giết bà? Nó đem chơi nó chung sống bà nó cái nó gọi là cải cách ruộng đất, nó gọi là đấu tố đó. Rồi cái thằng mà nó gọi là mình gọi là cái gì? À nó cái từ nó gọi là mình gọi là hậu cận, mà trước khi từ văn chương giờ nó không gọi là hậu cận. Người giúp lãnh tụ nó gọi là cũng quen. Nó mới thấy có bà đâu có căng vì dân cơm khăn áo gì tất cả cô nuôi con đậu gì cũng đều là lúa gạo của bà hết. Mà bây giờ bọn người kia bọn bằng trường chinh nó bắt là phải cái châu xuống là cài cổ bà đó.